kính sứ Hòa Lạc và kính thưa cha anh con, người con của giáo xứ Hòa Lạc, con xin được giới thiệu đây là cộng đoàn phía nam của giáo xứ Hòa Lạc. Con xin giới thiệu với cha xứ và cha là người con của giáo xứ và các chú cộng đoàn. Con xin được giới thiệu với cộng đoàn, đây là cha Tam Tấn xứ của giáo xứ Hòa Lạc chúng ta.